hello hello xin chào các bạn đã đến với thuần capital ngày hôm nay hôm nay đó là ngày chủ nhật tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi thì thường đó thuận hay nói với các bạn là hy vọng các bạn và gia đình có một cuối tuần vui vẻ nhưng mà lần này đó thì thuận biết chắc chắn là phần lớn các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ các bạn tại vì cuối tuần này đó giá tiếp tục tốt chúng ta nhìn thấy được là giá bitcoin đó cách đây chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ đã lên tới cái mức kỷ lục mới các bạn all time high là tám mươi đô hiện bây giờ đó vẫn hơn tám mươi đô như các bạn nhìn thấy trên màn hình giá tuần vừa rồi đó đã cho chúng ta một cái sự tăng trưởng tuần vừa rồi một tuần rất là tốt cho thị trường tài chính nói chung các bạn và cuối tuần này đó thì tiếp tục tốt cho không những là bitcoin mà còn altcoin nữa các bạn các bạn có thể cảm nhận được là cái sự sôi động của thị trường đó đã thật sự từ từ trở lại rồi. Tại vì khi mà Bitcoin tăng đó, mà altcoin không có tăng thì thị trường cũng không có được sự sôi động các bạn. Khi mà altcoin tăng thị trường mới đồng mới thật sự sôi động trở lại. Và thường có thể nói với các bạn là trong thời gian mấy ngày qua đó cái thông tin thường nhận được từ một số bạn và thậm chí bản thân của Thượng nó cũng nhận được một số những cái tin nhắn hỏi về việc là làm sao để thu mua crypto có nên thu mua bây giờ hay là không có thể thấy được là mọi thứ nó đã sôi động trở lại thật rồi và chúng ta có thể thấy được là ngay cả những trang web lớn như là CNBC thì cũng đã để những cái thông tin liên quan tới Bitcoin đạt đỉnh mới ngay trên cây trang đầu luôn các bạn. Cái này nó khác biệt nhiều so với lại hồi tháng 3. Hồi tháng 3 đó chúng ta cũng đã đạt được cái đỉnh mới trước khi mà có Haven nhưng mà lúc đó đó cái tâm lý thị trường không có sôi động như bây giờ các bạn. Bây giờ thường có thể cảm nhận được nó đã sôi động lại thật rồi. Và chúng ta cũng có thể được là Bitcoin đã chuẩn bị đóng cây ngọn nến tuần lớn nhất trong lịch sử các bạn, đó chính là ngọn nến tuần nó có thể lên tới là 12.000 đô. Đây là một ngọn nến rất là cao luôn các bạn, rất là kinh khủng luôn. Để các bạn có thể thấy được là năm 2017 đó, lúc đó những bài nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã nhớ. Lúc đó là chúng ta thấy được là giá Bitcoin chưa lên tới cái mức đỉnh là 19.000 mấy trăm đô mà thôi. Đó là nguyên một hành trình luôn khi mà thường zoom ra đó, các bạn mới thật sự thấy được là giá Bitcoin đã đã có một cái sự dao động cỡ nào rồi. Tại vì bây giờ đó nhìn vào năm 2017 đó khúc này nè các bạn trên màn hình thì nó cũng không có đến nỗi nào. Nhưng mà Lý do là tại vì các bạn thấy được là giá Bitcoin đã lên cao năm 2021 rồi lên cao nữa trong cái thời gian gần đây cho nên năm 2017 rồi mùa đông năm 2018 nó không có cảm thấy là tăng quá nhiều và giảm quá nhiều Nhưng mà khi các bạn zoom vào các bạn mới thật sự thấy được nó kinh khủng như cỡ nào các bạn Chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin năm 2017 bắt đầu năm đó đó chúng ta uh, trở lại đầu năm đi thì giá Bitcoin đâu đó là khoảng 1.000 đô mà thôi các bạn và chúng ta nhìn thấy được là giá đã đi thẳng lên tới cái mức cuối năm 2017 là lên tới 19.800 đô tùy theo mà nhìn vào con nguồn nào nhưng mà các bạn nhìn thấy được là trong cái tuần vừa rồi đó chúng ta chuẩn bị đóng một ngọn nến một ngọn nến tuần thôi đã là 12.000 đô rồi các bạn có nghĩa là phần lớn của cái mùa bô lên đó đó đã bằng một cái ngọn nến tuần bây giờ và ngay bây giờ đó khi mà các bạn nhìn lại cái sự tăng trưởng và mùa đông năm 2013 đó các bạn thì các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, các bạn không thể thấy được luôn tại vì nó quá nhỏ bé các bạn nhưng mà trong thời điểm đó đó thì các bạn mới cảm nhận được là nó kinh khủng như thế nào khi mà các bạn zoom vào đó các bạn mới thấy được là wow đây là cái thời kỳ tăng trưởng mùa bull run năm 2013 khi mà giá Bitcoin từ 100 đô lên tới mức là 1.100, 1.200 đô đó, rồi sau đó giảm cho xuống chỉ còn có 2-300 đô mà thôi. Nó thật sự kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà tại vì giá Bitcoin giờ đã tăng quá cao rồi. Các bạn nhìn thấy được là cái phần năm 2013 đó hầu như các bạn không còn nhìn thấy luôn. Năm 2017, 2018 đó thì như mà nào mà đã theo dõi kênh từ lúc đó tới bây giờ cũng đã biết là thời gian đó rất khó khăn cỡ nào các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đó thì nhìn như là một cái sự điều chỉnh mà thôi và thông tin trong tương lai khi mà giá bịch còn tiếp tục tiến tới đó thì năm 2021 và năm 2022 cái sự tăng trưởng và mùa đông của năm 2022 đó các bạn sau này cũng sẽ nhìn thấy nó nho nhỏ giống như năm 2017 và sau này giống như năm 2013 mà thôi đó là cái lòng tin của thuận về dài hạn các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin đó lần này đã không phải riêng Bitcoin các bạn mà chúng ta cũng có rất là nhiều những cái altcoins cũng đã tăng trưởng trở lại. Tuy là nhiều altcoins thì vẫn chưa có trở lại đỉnh cũ các bạn, vẫn còn cách một khoảng xa. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là tuần vừa qua cũng đã cho chúng ta thấy được một cái sự tăng trưởng của altcoins đó có thể mạnh mẽ và nhanh cỡ nào. Mọi thứ trong thị trường tài chính như thường này chia sẻ nó thường là từ từ rồi đột ngột các bạn và chúng ta cũng thấy được là đối với sự tăng trưởng của altcoin sẽ cũng như vậy chúng ta nhìn thấy tuy bitcoin đã tuần vừa rồi rất là tốt các bạn trong vòng 7 ngày đã tăng 17.3% như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà ethereum thì tăng lên tới hơn 30% các bạn bây giờ mức là 3.200 đô chúng ta thấy solana cũng tăng không kém tăng thêm 30% nữa trong vòng một tuần qua. BNB đó thì tăng 13.4%, Dogecoin tăng 88.2% thì cũng không có tin tức gì lớn liên quan trực tiếp đến Dogecoin các bạn, chỉ là bây giờ chúng ta thấy được là Elon Musk thì đã ủng hộ đúng ứng cử viên và Trump sẽ là tổng thống kế tiếp khiến cho Dogecoin có cái sự sôi động trở lại các bạn. Tại vì đó có một cái đơn vị của Hoa Kỳ sẽ được lập ra. Cái đơn vị đó có tên chính thức bây giờ đó chúng ta chưa có biết nhưng mà cái đơn vị đó đó nếu như mà chúng ta thấy cái sự viết tắt đến từ Elon Musk thì là một cái đơn vị để có thể giảm chi tiêu của Hoa Kỳ và viết tắt đó là DOGE các bạn. Thì đương nhiên Elon Musk muốn ra dấu hiệu là ông vẫn rất là yêu thích Doge cho nên là thường hay dùng cái chữ Doge trong những cái post của mình các bạn và đó là một trong những yếu tố dẫn đến là đồng Dose tăng tới 88.2%. Chúng ta thấy là XRP đây thì cũng tăng 17.5%, Cardano cũng tăng 78.1% các bạn. Có thể nói là một tuần qua đó thì Cardano và Doge cùng nhau xem coi là đồng nào sẽ tăng mạnh hơn các bạn và đây là một đồng mà thuận biết là nhiều bạn trong cộng đồng thuận capital cũng lưu trữ thuận cũng lưu trữ trong đốt xong cứ lưu trữ một phần các bạn nhưng mà nào mà theo dõi danh đầu tư của thuận ra thì cũng đã biết rồi thuận sẽ cập nhật cái danh mục đầu tư một lát nữa với các bạn ở cái phần cuối của video nhưng mà các bạn nhìn thấy được là phần lớn là một màu xanh. Cuối tuần này chúng ta nhìn thấy được là một tuần qua đó thì phần lớn tất cả các đồng đều là màu xanh. Một tháng qua đó thì cũng như vậy các bạn. Nói chung chúng ta cũng đã có bốn tuần rất là tốt cho thị trường crypto rồi và chúng ta cũng thấy được là Cardano thường như chia sẻ đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều. Để thuận uh, refresh lại thì các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua đã tăng 78.6%. Một phần lớn đó là liên quan tới một cái thông tin các bạn, cái thông tin này đó là về việc là Cardano founder Charles Hutchinson xác nhận sẽ đảm nhận vai trò cố vấn dưới chính quyền của Donald Trump. Nhưng mà sự thật đó, thì Thuận không có tìm kiếm bất cứ một nguồn chính thức nào xác nhận điều này. Cái được chia sẻ bởi Charles Hutchinson ở trên YouTube là ông nói tôi sẽ làm việc với nhà lập pháp và chính quyền để thông qua một dự luật lưỡng đảng. Đó là điều mà được chia sẻ bởi Charles ở trên cái uh, YouTube của ông. Nhưng mà các bạn cũng nhìn thấy được là giá của Cardano cũng đa phần rất là tích cực. Thường cứ quen miệng gọi Charles uh, Hutchinson là ông các bạn. Nhưng mà sự thật đó thì uh, Charles sinh năm 1987. Năm nay đó là 37 tuổi thì uh, có nghĩa là vẫn nhỏ hơn thường 3 tuổi các bạn. Nhưng mà thôi cũng đã quen miệng gọi Charles là ông. Và các bạn uh, cũng đã biết là thường có hai chai rượu Cardano <laughs> như các bạn uh, nhìn thấy trong tay của thường thì hai chai rượu này đó thường đã mua thời kỳ năm 2021 các bạn lúc đó đó thì giá Cardano là khoảng 2 đồng 11 sen cho một token chúng ta đương nhiên nó vẫn cách 2 đồng 11 sen một khoảng cũng khá là xa các bạn nhưng mà hy vọng đó chúng ta sẽ tiếp tục thấy Cardano tăng trưởng và thùng sẽ có cơ hội để mà tận hưởng hai triệu đủ này các bạn tại vì chúng ta cũng đã thấy là Cardano cũng đã lên tới cái mức là hơn 3 đô la vào năm 2021 trước khi mà chúng ta thấy giá Cardano đã giảm xuống và giữ mức thấp một thời gian dài tuần này là một tuần mà cũng khiến cho cộng đồng Cardano sôi động trở lại các bạn. Và để các bạn hiểu hơn đó thì hai chai rượu này Thuận đã mua trực tiếp bởi cái nơi sản xuất rượu vang có tên là Cardano luôn các bạn. Đây chính là cái tên của nơi sản xuất rượu vang và không phải là ngẫu nhiên có tên Cardano mà họ cũng chấp nhận thanh toán bằng Cardano như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó. Thuận đã trả tổng cộng đó, lúc đó là 301.5 Cardano ADA đáng giá là khoảng 635 đô cho mỗi một chai rượu chủ yếu là mua để mà lưu niệm các bạn chỉ còn trên thực tế đó thùng cũng không có bao giờ mà trả nhiều tiền như vậy để mua một chai rượu đâu các bạn <laughs> đối thuận nó ba mấy đô một chai rượu thì rất là mắc và thùng cũng không phải là một người mà đam mê rượu các bạn nhưng mà cũng hy vọng là chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến khởi tăng trưởng và có thể phá đỉnh cũ lập đỉnh mới và điều mà thú vị hơn đó là cái nơi mà sản xuất rượu Cardano này đó thì sau đó một thời gian họ cũng đã bán cho một cái công ty khác và hai cái chai rượu này đó bây giờ đã không còn sản xuất nữa các bạn Chúng ta cũng nhận được cái thông tin cuối tuần này là Tether lại in thêm 1 tỷ USDT các bạn. Họ đã in liên tục 2 tỷ 2 ngày rồi các bạn. Và đương nhiên chúng ta cũng đã thấy là CEO của Tether thì luôn nói những cái câu giống nhau là in sẵn trên Ethereum nhưng mà chưa phát hành. Có một điều các bạn có thể nhận ra được là gần đây đã không biết tại sao mà chúng ta lại thấy có rất nhiều động tĩnh liên quan tới Tether và Ethereum. Chúng ta cũng đã nhớ là cách đó vài ngày đã có 2 tỷ được in ra trên Ethereum nhưng mà cuối cùng đó thì Tether CEO đã đính chánh lại cái này không phải là họ in thêm ra mà họ chuyển đổi những cái đồng tether trên những mạng như là EOS, Tron qua Ethereum và các bạn thấy được là sau đó Ether lại có một cái tăng trưởng rất là tốt và chúng ta cũng đã thấy được là 2 tỷ đô la này được in bởi tether ra thì cũng là in trên mạng lưới của Ethereum và sau khi in thì đi đâu các bạn dựa theo look on chain thì các bạn thấy được là cái số lượng tiền được in ra này đã được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch các bạn sau khi in ra thì được chuyển lên trên những sàn giao dịch thì đương nhiên có người có nhu cầu sử dụng cái số tiền này cho nên Tether mới in ra và các bạn có lý quan điểm của thuận rồi miễn là Tether còn in thì thì thuận vẫn còn an tâm các bạn khi mà Tether không in một thời gian dài đó thì lúc đó thuận mới bắt đầu lo lắng bây giờ họ vẫn tiếp tục in như các bạn nhìn thấy và các bạn thấy được là tâm lý đó thì nó luôn thay đổi và có một cái kỷ niệm được chia sẻ trên Facebook thì ngày này hai năm trước các bạn có nhớ cái meme Thuận chia sẻ ở trên màn hình hay là không? Lúc đó, đó thì đúng là thị trường đang chơi cái trò đèn đỏ đèn xanh các bạn. Sang nào của Đông Tĩnh là bị hạ gục. Các bạn có thể nhìn thấy được là lúc đó là chúng ta đã có sang FTX bị hạ gục. Chúng ta đã có TERRA chúng ta đã có 3 arrows capital và sales sẽ bị hạ gục rồi các bạn lúc đó đó thì tình hình rất là căng thẳng có thể nói được là những cái thời điểm kinh hoàng ở trong thị trường này một phần đó là giá cả giảm xuống khiến cho mọi người đã hoang mang một phần khác nữa đó là chúng ta không biết là sàn nào thật sự có cái số lượng tiền của cái hàng tại vì tới cuối cùng đó thì FTX là một sàn mà họ đã làm mất đi một số tiền của cái hàng rồi các bạn và Three Arrows Capital đó thì cho ftxv rồi uh, thuần nhớ là hình như họ cũng đầu tư vào uh, luna và sau đó đó luna sụp đổ các bạn và usd sụp đổ dẫn đến là three Arrows capital một trong những cái uh, quỹ đồ sộ trong thị trường này đã cũng sụp đổ theo và chúng ta không biết là nên tin sàn nào hết các bạn có cái phong trào sao kê lúc đó uh, và chúng ta không biết là sàn nào thật sự là có cái số lượng tiền lưu trữ của khách hàng à, các bạn thấy được một công ty nữa đó cũng đã bị sụp đổ lúc đó đó chính là Voyagers một trong những cái thời điểm đen tối nhất trong thị trường crypto này các bạn và lúc đó đó thì tất cả những cái tờ báo đều đăng thông tin xấu về thị trường này lúc đó đó tình hình của thị trường rất là tệ các bạn tâm lý đó cực kỳ xấu luôn và rất nhiều người đã họ đã chán nản rất nhiều người họ đã rời bỏ tại vì họ nghĩ là thị trường này sẽ không thể nào đứng dậy được sau khi mà chúng ta đã có một cái sự mất lòng tin lớn như vậy tại vì sàn FTX bị sụp đổ đó thì các bạn thấy được là rất nhiều người đó họ nghĩ là thị trường này sẽ mãi không đứng dậy được cũng giống như là cái thời kỳ khi mà Mao Gox sụp đổ năm 2014 đó thì nhiều người tin là thị trường này sẽ mãi không đứng gì được. Rồi thì sao các bạn? Hai năm sau chúng ta lại thấy Bitcoin đạt all time high. Chúng ta lại thấy thị trường là một lần sôi động trở lại và bây giờ cái cơ cấu của thị trường, nền tảng thị trường nó càng vững chắc hơn bao giờ hết. Những mà nào mà đặt Niềm tin vào thị trường này dài hạn đó thì uh, các bạn cũng sẽ nhận ra được là thị trường này nó có cái sự bền bỉ như thế nào, không dễ dàng bị hạ gục các bạn và kênh Thuần Capital đã cùng các bạn trải qua hai mùa đông rồi các bạn, những thời điểm mà khó khăn nhất. Bây giờ đó làm YouTube uh, trong cái thời điểm mà mọi người đều vui vẻ sôi động đó thì uh, không có khó khăn gì đâu các bạn, rất là dễ. Nhưng mà những lúc mà thị trường rất là tiêu cực các bạn, thị trường rất là đen tối đó thì làm YouTube hoàn toàn uh, không có dễ dàng, nhưng mà Thuần nó cùng các bạn trải qua mùa đông năm 2018-19 và thuần Capital đã cùng các bạn trải qua năm 2022 đó đầy sợ hãi. Cuối cùng chúng ta cũng đã thấy được cái ngày thị trường đã sôi động trở lại. Lịch sử đó thì nó sẽ không có lặp lại 100% các bạn. Nhưng mà lịch sử đó thường có cái sự tương tự như nhau. Tại vì chúng ta từng nói đến là bối cảnh có thể khác, tin tức có thể khác, tình hình có thể khác. Nhưng mà một thứ mãi mãi không khác đó chính là tâm lý của những nhà đầu tư họ luôn bị chi phối bởi sự tham lam và sợ hãi, bởi FOMO và fear các bạn. Và các bạn có thể nhớ thường chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là vài tháng đó, lúc mà chúng ta đã có một ngày mà cực kỳ tệ trong thị trường tài chính nói chung. Khi mà mọi người đã đột ngột lo lắng về suy thoái tài chính, các bạn đã nhớ là tất cả những tài sản đều giảm rất là mạnh. Và thường đã chia sẻ đó, cái này nó rất là giống như là năm 2020 các bạn, khi mà dịch bệnh xảy ra cái video đó mà thùng đã chia sẻ lại với bạn lúc đó đó chính là video 524 mọi người tự tìm lối thoát lực bán cực mạnh bây giờ chúng ta cũng đã tới cái video 2045 rồi các bạn chúng ta đã 2000 video sau cái con số này rồi nhưng mà các bạn thấy được là cái tình hình lúc đó với lại cái tình hình vài tháng giống nhau và cái tình hình bây giờ đó thùng lại cảm thấy được là nó có cái sự giống như là cái video 789 một bạn đã comment trên kênh và thùng đã xem lại và thùng cũng đồng ý là nó có sự giống nhau các bạn video 789 á, video này thường đã chia sẻ với các bạn vào tháng 11 năm 2020. Lúc đó đó là giá BTC đã trở về cái mức là gần đỉnh cũ các bạn, chuẩn bị phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới. Nhưng mà lúc đó đó cái sự FOMO đó vẫn chưa thực sự bắt đầu các bạn và cảm giác của Thuần bây giờ đó nó cũng tương tự như vậy các bạn có thể được trong video này ra chia sẻ những điều gì thường chia sẻ những điều mà bây giờ thường cũng vẫn đang chia sẻ với các bạn như là liên quan đến bây giờ các bạn đang làm gì các bạn đang chúc lời các bạn đang tiếp tục lưu trữ nữa hay là sao chúng ta cũng nói đến mới đây đó các bạn nhìn thấy được đây chính là cái biểu đồ liên quan đến tìm kiếm cái từ Bitcoin ở trên Google chúng ta cũng vừa nói đến cái thông tin này gần đây và các bạn thấy được là lúc đó đó cũng như là bây giờ tuy là cái sự sôi động đã trở lại nhưng mà nó vẫn chưa có như năm 2017 và cuối cùng nó đã trở lại và nó như năm 2017 khi mà chúng ta bước qua năm 2021 các bạn thấy được chúng ta cũng chia sẻ về tình hình của Bitcoin tình hình của Allcoins À, chúng ta cũng chia sẻ về những cái sàn như là Binance vân vân Và các bạn hiểu được một thứ đó không thay đổi là cho tới bây giờ Mỗi lần mà chúng ta có cái sự sôi động đó, thì sàn Coinbase lại bị ngưng hoạt động các bạn. cái này đó bây giờ nó vẫn đang xảy ra. Năm 2017 nó cũng xảy ra và năm 2020 nó cũng xảy ra như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Khi mà Brian Armstrong đã chia sẻ là đang tìm cách để mà nâng cấp sàn Coinbase năm 2020 khi mà cái lúc mà thị trường sôi động nó khom bay lần nữa lên ngưng hoạt động các bạn nói chung đó là nhìn vào quá khứ chúng ta lại càng nhìn thấy tương lai các bạn tại vì tâm lý nó cũng như vậy mà thôi và thông tin đó, sau này vài năm sau chúng ta cũng sẽ tới một thời điểm tương tự như bây giờ và các bạn lục lại cái video này các bạn cũng sẽ thấy được là nó vẫn đúng <laughs> tại vì tâm lý nó vẫn là như vậy và các bạn có thể thấy được là ngay bây giờ đó thì chúng ta một lần nữa lại quan tâm đến tìm kiếm cái từ bitcoin ở trên google thì chúng ta cũng đang thấy được là so với năm 2000 2021 đó đương nhiên không bằng Nhưng mà chúng ta cũng thấy được rất rõ ràng là gần đây đã có một cái sự sôi động trở lại Nhiều người họ đi tìm kiếm những thông tin liên quan tới Bitcoin hơn Thường đã chia sẻ với các bạn video trước đó đó lúc đó chúng ta không biết rõ là cái gì phải xảy ra để thị trường sôi động trở lại tại vì giá cũng đã ở gần cái đỉnh cũ nhưng mà thị trường nó vẫn rất là im lặng các bạn và thường, lúc đó nó nghĩ là chúng ta phải thấy cái giá lên cao hơn có thể là 100.000 đô hay gì đó để thị trường sôi động trở lại nhưng mà tới cuối cùng đó thì cái mà làm cho thị trường sôi động trở lại đó chính là khi mà Trump đắc cử các bạn dẫn đến mọi người rất là lạc quan về tương lai của thị trường tài chính cũng như là tương lai của những cái altcoins dẫn đến thị trường sôi động và chúng ta cũng thấy được là ngay bây giờ đã hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ à, thì bây giờ đó thì đang là màu xanh các bạn sau khi đã có một cái tuần cực kỳ tốt chỉ số Dow chỉ số S&P đạt đỉnh mới Nasdaq tăng liên tục thì chúng ta thấy được là mở đầu ngay bây giờ chúng ta đã thấy cả ba chỉ số đều là màu xanh với chỉ số Nasdaq Futures tăng 0.29%, chỉ số S&P Futures tăng 0.17% và Dow Futures thì cũng như vậy các bạn sau khi mà đạt cái đỉnh mới thì giữ được cái mức đó và tăng nhẹ là 0.08%. Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được là vẫn ở mức thấp là 70 đô 28 cent trên một thùng dầu. Chỉ có vàng đó là một trong những tài sản mà không tăng sau khi mà Trump đắc cử các bạn và chúng ta cũng nói tới crypto mới đây rồi thì trước hết chúng ta hãy mở đầu video này để mà nói về những cái sự kiện kinh tế lớn trong tuần này rồi chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin nổi bật cuối tuần này chúng ta cũng sẽ dành thời gian để cùng nhau xem coi là danh mục đầu tư của thuận thì bây giờ ra sao và danh mục đầu tư đa màu như thế nào Trước hết chúng ta hãy nói về những sự kiện kinh tế lớn trong tuần này thì à, ngày mai đó sẽ không có nhiều thông tin đâu các bạn. Ngày mai đó là ngày lễ của chiến binh, thị trường trái phiếu sẽ đóng cửa cho nên khả năng cao ngày mai chúng ta sẽ có một ngày nó không có nhiều thông tin ngoại trừ có những cái thông tin gì bất ngờ mà thôi. Chúng ta sẽ được ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, chúng ta có thống đốc Fed Chris Waller phát biểu, chúng ta cũng có chủ tịch khu vực Richmond của Fed là Tom Barkin phát biểu, chúng ta cũng có chủ tịch khu vực Philadelphia Patrick Harker phát biểu chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái quan chức của fed phát biểu tuần này Tại vì sao thì các bạn có thể hiểu là tuần vừa rồi tuần trước đó đó thì hầu như không có quan chức của Fed nào được phát biểu với công chúng. Tại vì đó là cái thời điểm mà trước khi ra quyết định công bố lãi suất. Bây giờ đã có quyết định đó rồi thì các bạn thấy được những quan chức của Fed họ sẽ xuất hiện trên những đài truyền hình và chia sẻ cảm nghĩ của mình với lại công chúng. Chúng ta thấy được ngày thứ tư đó thì chúng ta có chỉ số rất quan trọng trong tuần kế tiếp này đó chính là lạm phát CPI các bạn. Nhưng mà điều thú vị đó là dự kiến bây giờ là 2.5% cao hơn một chút so với tháng trước là 2.4% nghĩa là lần này đó, phần trăm lạm phát thì dự kiến là sẽ tăng nhẹ trở lại còn về core CPI nghĩa là lạm phát mà không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì dự kiến là 3.3% tháng trước đó cũng là 3.3% rồi sau đó chúng ta có hàng loạt những cái chủ tịch khu vực của Fed phát biểu các bạn giống như là ở New York thì John Williams sẽ phát biểu. À, chúng ta có ở Dallas, Texas thì Lloyd Logan sẽ phát biểu. Chúng ta có St. Louis, Missouri thì có Alberto Musalem phát biểu. Và ở Kansas City thì chúng ta có Jeff Smith sẽ phát biểu. Ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng có thống đốc Fed là Adriana Koeckler phát biểu. Và chúng ta cũng có chỉ số PPI và Core PPI. Đây là cái phần trăm lạm phát bán sĩ các bạn có nghĩa là những công ty mà họ nhập hàng để để sản xuất thì họ có trả cái số tiền cao hơn hay là không xem coi là cái lạm phát bằng hàng họ nhập vào như thế nào đó là một cái chỉ số cho chúng ta một cách nhìn về tương lai xem coi là lạm phát nó sẽ tăng hay là giảm các bạn nó không có cái sự tương quan một một với lại chỉ số cpi nhưng mà ít nhất cũng cho chúng ta biết những cái công ty mà họ nhập hàng đó, hàng có họ nhập vô có bị tăng giá hay là không tại vì nó có thể ảnh hưởng đến việc họ bán ra lại tăng giá dẫn đến lạm phát tăng chúng ta có chủ tịch fed là john powell sẽ phát biểu tuần này các bạn không biết ông sẽ nói gì Chủ tịch khu vực New York của Fed đó chính là John Williams cũng sẽ phát biểu vào ngày thứ năm. Ngày thứ sáu đó thì chúng ta có khảo sát sản xuất Empire State đây là cái khảo sát sản xuất ở tiểu bang New York xem có tình hình sản xuất như thế nào các bạn. Chúng ta có dữ liệu doanh số bán lẻ ở Hoa Kỳ và chúng ta có chủ tịch khu vực New York của Fed là John Williams sẽ phát biểu. Thì họ sẽ nói gì các bạn? Rất nhiều những cái quan chức của Fed phát biểu tuần này. Tôi nghĩ là phần lớn đó, họ sẽ nói là họ không chắc năm sau sẽ ra sao và thậm chí tháng 12 này như thế nào họ cũng chưa có dám chắc chắn. Tại vì chúng ta cũng đã nghe những cái sự chia sẻ đến từ Fed rồi. Cái kết quả bầu cử có thể thay đổi cái suy nghĩ của Fed trong tương lai. thì bây giờ đó thì Chủ tịch John Powell nói là mọi thứ vẫn như cũ. Ông vẫn có lòng tin là làm phát đang trên con đường giảm và ông vẫn có lòng tin là lại xuất hiện bây giờ đang ở mức quá siết chặt cho nên cần phải thả lỏng nhưng mà tốc độ thả lỏng như thế nào đó thì ông phải từ 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 từ, từ thả lỏng các bạn tại vì thứ nhất đó, là không có biết được lạm phát có tăng lại hay là không thứ hai nữa đó là không biết những cái chính sách mới của chính quyền mới đó chính là chính quyền của donald trump sẽ có sự ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đối với thất nghiệp vân vân cho nên fed sẽ đi từng bước từ bước một ông cũng nên dùng một ví dụ đó chính là thả lỏng dòng tiền giảm lãi suất giống như là các bạn đang hạ cánh một chiếc máy bay khi các bạn hạ cánh các bạn sẽ thay đổi tốc độ liên tục cho đến khi hạ cánh an toàn đó là điều mà ông đã chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là có rất là nhiều thứ sẽ xảy ra trong vòng những năm tới đây trối thôi thì các bạn thấy được đây là những cái thời điểm mà cực kỳ sôi so động một trong những người mà rất là yêu thích kinh tế các bạn cho nên cảm thấy những gì sắp sẽ xảy ra đó thì rất là sôi so động tại vì cuối cùng cũng đã có người muốn thử một cái gì đó mới À, chúng ta cũng thấy được là liên quan đến những chính sách ngay cả những chính sách mà các bạn nghĩ là không có ảnh hưởng đến kinh tế cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng đến kinh tế các bạn như là về việc là tổng thống trump sẽ trục xuất một số người bất hợp pháp ra khỏi hoa kỳ thì cái này nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế các bạn về việc chính trị cái này có nên hay không nên có đó là một chuyện khác nhưng mà thường chỉ nói về kinh tế mà thôi các bạn cái các bạn nên hiểu đó là có rất là nhiều những cái ngành họ sử dụng những cái người mà không có giấy tờ các bạn giống như là những cái ngành liên quan tới là xây dựng hay là những cái ngành liên quan tới nông nghiệp các bạn họ sử dụng rất là nhiều những cái người không có giấy tờ ở hoa kỳ và những người đó đó họ vẫn có cái số gọi là an sinh xã hội các bạn nghĩa là họ vẫn đóng thuế đàng hoàng. À, tổng cộng đó thì ước tính bây giờ là khoảng 11.3 triệu người không có giấy tờ ở Hoa Kỳ thì uh, trong đó đó có khoảng 7 triệu người là đang làm việc hiện bây giờ. Thì nếu như mà trục xuất những người này đó thì uh, sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những cái ngành này và nền kinh tế đó là điều mà chúng ta phải chờ mới biết được các bạn và một trong những điều khác nữa đó là liên quan tới uh, cái việc là đánh thuế quan cho những mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ, tại vì à, tổng thống Trump đã có quyết định là ông sẽ giảm thuế cho công ty cũng như là cá nhân và để bù vào cái phần đó đó thì ông sẽ đánh cái thuế quan của những mặt hàng nhập vào các bạn thì đương nhiên cái này nó cũng sẽ là một cái sự thay đổi về cái cơ cấu thuế và nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế à, và các bạn cũng thấy được là có rất là nhiều người đó có cái sự lo lắng là nếu như mà đánh cái thuế quan những mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ thuế nhập khẩu đó thì có thể dẫn đến là có chiến tranh thương mại tại vì những quốc gia khác họ cũng có thể làm điều tương tự đối với những mặt hàng của Hoa Kỳ các bạn có nghĩ đến những công ty như là Apple, Google, Microsoft, Nike vân vân rất là nhiều những công ty có thể sẽ bị đánh thuế nặng hơn ở những quốc gia khác nếu như mà hoa kỳ đánh thuế nhập khẩu nặng đương nhiên tất cả những cái này đó đều chỉ là những cái suy đoán mà thôi các bạn chúng ta phải chờ thực hành mới biết được đối thuận đó thì những cái chính sách này đều hướng về người dân của hoa kỳ cũng giống như là lời hứa của tổng thống donald trump các bạn thì khi mà chúng ta được là đánh cái thuế quan mạnh hơn hay là chúng ta nói tới là không có dùng những cái người mà không có giấy tờ ở hoa kỳ thì sẽ có thể tạo thêm công an việc làm cho người dân ở hoa kỳ và khi mà giảm thuế đó người dân của hoa kỳ sẽ có thêm tiền trong túi của họ họ có thể lựa chọn mua đồ sản xuất trong nước hay là mua đồ của nước ngoài nhập vào đó là cái sự lựa chọn của người dân Hoa Kỳ dưới chính sách mới của Tổng thống Donald Trump. Và Thuận vẫn nghĩ là trong cái thời gian ngắn hạn, dài hạn như thế nào đó thì sau này chúng ta mới biết. Nhưng mà Thuận nghĩ ít nhất trong thời gian ngắn hạn đó thì chúng ta cũng sẽ thấy nền kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ dần dần tốt hơn các bạn. Và điều này đã sẽ dẫn đến là người dân có thêm tiền. Những công ty ở Hoa Kỳ họ đóng thuế ít hơn, họ có thể là phát triển mạnh hơn, mướn thêm người làm việc và tăng lương cho những người đang làm hiện bây giờ. Họ sẽ có thể bán mặt hàng của họ tốt hơn tại vì những mặt hàng ở nước ngoài nhập vào đó sẽ bị đánh thuế cao hơn thì sẽ tốt hơn cho họ khi mà họ bán mặt hàng làm trong nước và đương nhiên mà hàng làm trong nước sẽ dẫn đến là càng nhiều công ty sản xuất của Hoa Kỳ dẫn đến thêm nhiều việc làm đó là về cái mặt tích cực các bạn nhìn vào những cái chính sách này và thuận nghĩ là trong thì ngắn hạn phản ứng của thị trường tài chính cũng sẽ rất là tích cực về dài hạn như thế nào đó thì lúc đó chúng ta mới biết được nhưng mà thuận vẫn có cái sự lạc quan các bạn đến cuối cùng đó, thì cũng đã có một ai đó muốn làm một cái gì đó khác biệt và một điều nữa cũng được nói đến cuối tuần này đó chúng ta thấy được là elon musk thì cũng đã có cái sự ủng hộ đối với lại tổng thống donald trump về việc chấm dứt fed các bạn chấm dứt cục dự trữ liên bang ở hoa kỳ cái này là tôi nghĩ nên nó sẽ rất là căng nếu như mà muốn chấm dứt fed các bạn, tại vì fed là một đơn vị đã có rất rất là lâu rồi và là một đơn vị rất là quyền lực ở hoa kỳ muốn chấm dứt fed thì phải cần có sự ủng hộ hầu như là toàn diện đến từ quốc hội có làm được hay không thì chúng ta sẽ biết sau này các bạn nhưng mà nói chung thì như tôi đã nói những cái năm tới đây sẽ cực kỳ sôi so động đối với thị trường tài chính và một điều nữa đó là cái sự ảnh hưởng đến từ AI các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là Ridley Scott đây là một trong những cái đạo diễn rất nổi tiếng ở Hollywood với những cái phim như là Gladiator, Blade Runner, Alien vân vân, thì ông cũng đã có một cái nhìn thoáng hơn các bạn. Tại vì có biết là một trong những cái nơi mà không có thiện cảm với AI đó chính là Hollywood, tại vì họ sợ là trí tuệ nhân tạo sẽ khiến cho họ mất việc các bạn. Tại vì trí tuệ nhân tạo đó thì có thể viết kịch bản, có thể đưa ra lịch trình, có thể làm rất nhiều thứ mà bây giờ đã con người đang làm và vì lý do đó đó Hollywood thường không có thích những cái liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà các bạn thì được là càng ngày đã những cái làm phim họ càng hiểu hơn là trí tu nhân tạo có thể giúp cho họ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. À, những người mà các bạn thấy là trước đây công việc của họ là sắp xếp lịch. À, hôm nay đi thâu ở đâu rồi sau đó ở khách sạn nào vân vân những người đó hầu như cũng không cần thiết khi mà chúng ta có một trí tuệ nhân tạo chỉ cần đưa những cái thông tin vào đó có thể sắp xếp những cái lịch trình được hay là có thể viết kịch bản chỉnh sửa lỗi trong kịch bản vân vân hay là chỉnh sửa những cái lỗ hỏng trong kịch bản các bạn thấy được là những cái đó là trí tuệ nhân tạo đều có thể làm được khiến cho những người ở hollywood đó, họ rất là lo lắng các bạn nhất là những người mà họ viết những cái cốt truyện à, nhưng mà các bạn thật là càng ngày ra thì những công ty họ càng có cái sự hiểu biết hơn Và các bạn thấy với Scott Thì cũng đã có nhìn mở hơn Và ông nói là Ông sẽ Chấp nhận trí tệ nhân tạo Vì đối với ông Nó có nhiều lợi hơn là hại Cho dù ông biết Nó có khiến cho nhiều người Mất việc Nhưng mà Thì tiết kiệm được rất là nhiều tiền trên cái công ty sản xuất phim thì các bạn thấy được cái này nó cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường việc làm ở Hoa Kỳ khi mà chúng ta có trí tuệ nhân tạo đó ngày càng tiến triển hơn thì nhiều người sẽ càng mất việc hơn các bạn nhưng mà cũng giống như là chúng ta đã trải qua cái thời kỳ mà Hoa Kỳ đó không có còn làm nông nhiều nữa hay là sau đó đó Hoa Kỳ không còn sản xuất nhiều nữa thì các bạn thấy được lúc đó cũng có rất là nhiều những cái công nhân bị mất việc và họ cũng không biết đi kiếm việc ở đâu tại vì sản xuất đó lúc đó đã được chuyển ra nước ngoài tại vì nó sẽ rẻ hơn hơn là làm ở trong Hoa Kỳ các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là bây giờ một cái sự kiện tương tự cũng đã xảy ra, nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới những người mà làm việc cho những công ty các bạn, không phải những người mà làm việc lao động trong những cái hãng xưởng nữa. Nhưng mà các bạn thấy là thế giới thì vẫn tiếp tục, Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục mà thôi. Những người làm việc thì họ sẽ thay đổi cái kỹ năng của mình để thích hợp với một cái thế giới mới. Đương nhiên trong cái thời gian mà phần lớn như người đó họ học thêm kỹ năng mới thì sẽ dẫn đến thất nghiệp tăng cao hay gì đó các bạn sẽ có sự ảnh hưởng liên quan đến nền kinh tế nhưng mà về dài hạn đó thì tôi nghĩ đâu cũng sẽ vào đó đó là cái suy nghĩ của Thùng hiện bây giờ các bạn nghĩ sao cho mình ở bên dưới nhưng mà ý Thùng nói đây đó đây lại là một yếu tố nữa có thể khiến cho những năm tới đây đó nó cực kỳ sôi so động các bạn sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi và nó có ảnh hưởng đến tài chính và chúng ta cũng thấy được là liên quan đến Trung Quốc đó, thì họ cũng đã báo cáo cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI. Thì hiện bây giờ đó CPI của họ là 0.3% tuy là không cao các bạn nhưng mà ít nhất nó cũng có một cái sự tăng trưởng trong cpi khác với lại những quốc gia còn lại thì trung quốc rất là lo lắng về giảm phát các bạn đó là điều mà họ đang chiến đấu hiện bây giờ giảm phát có nghĩa là những mặt hàng đã không những là không tăng giá mà còn giảm giá nữa và yếu tố dẫn đến mặt hàng giảm giá đó chính là không ai đi mua các bạn người dân không chi tiêu dẫn đến nền kinh tế gặp vấn đề cho nên mặt hàng mới giảm giá cho nên họ rất là lo lắng dẫn đến là các bạn thấy Trung Quốc đã liên tục bơm ra rất là nhiều cái gói hỗ trợ gần đây và gần đây nhất đó chính là cái gói hỗ trợ trị giá 1,4 nghìn tỷ tôi chia sẻ với các bạn tay khoảng chừng là hai ngày thì các bạn thấy được là ít nhất CPI bây giờ đã cũng đã là con số dương là cộng 0.3% nhưng mà PPI đó thì vẫn đang trong tình trạng giảm phát các bạn nhìn thấy được là ppi là cái phần trăm lạm phát bán sĩ ở trung quốc đó thì vẫn đang trong tình trạng là giảm phát hiện bây giờ và đương nhiên điều này thì có nghĩa là trung quốc lại sẽ phải nghĩ đến những cái gói hỗ trợ để mà tiếp tục kích thích nền kinh tế các bạn và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin liên quan đến crypto cuối tuần này. Không phải là nhiều thông tin lắm các bạn, nhưng mà cũng có một số thông tin rất là tích cực. Chúng ta có thông tin đến từ tiểu bang Texas. Thì thống đốc, có nghĩa là người đứng đầu của tiểu bang các bạn, thống đốc của bang Texas đã chính là Greg Abbott. Ông đã chia sẻ, không phải là một ai đó viết bài viết về ông các bạn, ông chia sẻ trực tiếp ở trên X, trên Twitter của ông. Ông nói Texas hiện đã là nơi đào crypto và Texas nên trở thành thủ đô của crypto. Texas đội vương miện là thủ đô đào bitcoin của thế giới các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta đang chứng kiến những người ở trong chính trị không phải là những cái cấp dưới các bạn chúng ta nói tới là thống đốc chúng ta nói là tổng thống phó tổng thống đang nói về crypto hiện bây giờ và đang nói về việc là muốn biến nơi của họ trở thành trung tâm crypto của thế giới các bạn thấy được chúng ta đã đi rất là xa rồi và giá cả cũng đã phản ứng rất là tích cực chúng ta nhìn thấy được là dân biểu mike collins cũng vừa công khai là việc mua lên tới 80.000 Ethereum và ông cũng đã mua thêm một cái altcoin khác có tên là Aerorum a e -R o thôi cũng không rành về đồng này các bạn nhưng mà nói chung là chúng ta đang chứng kiến những nghị sĩ nhân dân biểu đó họ đang ho đồ crypto các bạn <laughs> và không phải là họ chỉ đầu tư một ít về Bitcoin các bạn thì bây giờ đã họ lan qua tới altcoins rồi và chúng ta cũng có The Blockchain Group, đây là một công ty ở Pháp các bạn Có nghĩa là chúng ta thấy là châu Âu đó thì cũng đã bắt đầu có những công ty họ triển khai chiến lược dự trữ Bitcoin tại vì công ty này họ đã nói là họ sẽ triển khai cái chiến lược tức tuổi Bitcoin giống như là MicroStrategy, giống như là Metaplanet, giống như là Seismore họ sẽ huy động tổng cộng là 1 triệu euro để mà mua Bitcoin các bạn thấy được là một công ty lưu trữ Bitcoin có kết quả tốt dẫn đến nhiều công ty theo sau các bạn tại vì họ không muốn bị bỏ lại phía sau cũng giống như một quốc gia mà họ tích lũy Bitcoin nhất là những quốc gia nào lớn tích lũy đó giống như là Hoa Kỳ nếu thực sự là thực hành cái kế hoạch là dự trữ Bitcoin trong ngân khố sẽ khiến cho nhiều quốc gia họ sẽ làm điều tương tự các bạn chúng ta cũng đã nói tới cái game theory lý thuyết trò chơi trong video cách đây hai ngày như mai nào mà không rõ có thể xem lại cái video đó và chúng ta cũng thông tin đến từ Tether các bạn, Tether đã tài trợ cho một giao dịch dầu thô trị giá là 45 triệu đô la ở Trung Đông, sử dụng token USDT để thanh toán cho 670.000 thùng dầu giữa một công ty dầu khí lớn và một nhà giao dịch hoàng hóa hàng đầu. Điều này cho thấy là Tether mở rộng sang tài chính thương mại toàn cầu. Theo đơn hiểu đó thì họ không phải là tự thu mua hay là một phần của giao dịch này các bạn họ là công ty trung gian cung cấp tính thanh khoản và hai công ty này sử dụng đồng tether và tether một bên thì sẽ nhận tiền đổi ra thành usdt rồi đưa cho bên kia bên kia sẽ nhận usdt rồi đổi ra thành cái tiền quốc gia của họ và đứng chính giữa đó chính là tether và ceo của tether đã cho biết là giao dịch này giúp tăng tốc và giảm chi phí so với các thanh toán truyền thống nói chung đó thì uh, tether càng có nhiều cách kiếm thêm tiền chúng ta càng yên tâm các bạn. tại vì uh, chúng ta muốn tether làm ăn phát đạt. chứ nếu như không uh, thì uh, chúng ta sẽ có sự lo lắng liên quan đến cái số lượng tiền dùng để mà đảm bảo đồng usdt. và chúng ta có một cái thông tin uh, liên quan tới một người có tên là roman Goff, đây là người sáng tạo dịch vụ trộn tiền bitcoin fork đã bị kết án 12,5 năm tù các bạn và đã phải trả cái khoản tiền phạt là 395,5 triệu đô la vì điều hành dịch vụ trộm crypto được tội phạm sử dụng để mà rửa tiền xử lý hơn là 1,2 triệu Bitcoin trị giá là 400 triệu đô la. Cho dù người này đã khẳng định là mình chỉ là người dùng mà thôi không phải là người vận hành dịch vụ nhưng mà bồi thẩm đoàn vẫn kết án ông với các tội danh rửa tiền, âm mưu rửa tiền và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không giấy phép. Chính phủ Mỹ đó cũng đã tịch thu cái số tiền điện tử còn lại của Sterling Golf chỉ giá là khoảng 1,76 triệu đô la. Nói chung đó thì chúng ta cũng đã thấy cái ranh giới bây giờ đã rất rõ rồi. Tất cả quốc gia không phải riêng Hoa Kỳ, họ có thể là chấp nhận Bitcoin, chấp nhận crypto. Nhưng mà cái mà họ không chấp nhận đó chính là những cái dịch vụ trộn tiền, những dịch vụ mà giúp cho những giao dịch này đã hoàn toàn ẩn danh. Tại vì các bạn cũng đã biết là giao dịch ở trên những mạng lưới như Bitcoin thì chỉ là semi anonymous nghĩa là các bạn chỉ là bán ẩn danh mà thôi có nghĩa là nếu như mà ai đó muốn tìm thì họ vẫn có cách để mà tìm được người đứng sau lưng như gì đó là ai tại vì đến cuối cùng các bạn vẫn phải đụng đến ngân hàng đụng đến một dịch vụ truyền thống đụng đến một nơi mà KYC như là sàn giao dịch thì họ có thể lần theo dấu vết đó nếu như các bạn vận hành một dịch vụ mà hoàn toàn số dấu vết thì hầu hết quốc gia bây giờ họ sẽ không đồng ý đâu các bạn đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những cái người như là vận hành Tornado Cash cũng đã gặp kết quả tương tự là phải ngồi tù. Và chúng ta cũng có thể thấy được là Bitcoin ETF đó thì gần đây rất là tốt. Chúng ta cũng đã có một ngày mà không thể tưởng tượng được các bạn. Chúng ta có dòng tiền dương lên tới là 1,3 tỷ đô la. Kết thúc ngày thứ sáu chúng ta có dòng tiền dương là 293 triệu đô la cái dòng tiền vào Bitcoin ETF đó thì rất là tốt rồi cái này không có gì nói nữa các bạn nhưng mà dòng tiền vào Ether ETF nó cũng đã có cái sự sôi động trở lại các bạn chúng ta cũng đã có mấy ngày liên tục nó có dòng tiền dương và chúng ta được là cái số lượng tiền ngày càng lớn hơn bắt đầu là từ 52 triệu tới 79 triệu rồi chúng ta thấy kết thúc ngày thứ sáu là dòng tiền dương là 86 triệu và điều tốt là không phải là chúng ta thấy một cái quỹ duy nhất là BlackRock thu mua mà chúng ta bắt đầu thấy dòng tiền đến từ Fidelity đến từ Bitwise vân vân và nếu như các bạn muốn thấy có nhiều quỹ ETF khác cho những đồng mà các bạn đang lưu trữ thì chúng ta muốn thấy dòng tiền vào Ethereum tốt. Chứ nếu như mà dòng tiền vào Ether đó rất là ảm đạm thì à, những Đồng khác cho dù là có ETF thì số phận cũng sẽ tương tự như vậy. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng đã thấy được là thị trường sôi động cũng đã dẫn đến dòng tiền vào etf đã tăng lên. Và phần trăm Bitcoin có lời bây giờ là bao nhiêu các bạn? Thì đương nhiên là cái mức rất là cao như là bây giờ. Để thuận refresh lại tại vì bây giờ chúng ta đang ở mức là 80.500 đô rồi các bạn. Thì 80.500 đô là cái mức rất là cao rồi. Đây là cái mức cao nhất của Bitcoin các bạn mà chúng ta nhìn thấy được là 99.8% đang có lời hiện bây giờ Chỉ những ai mua hơn cái mức này như là các bạn thấy cái đây 2 tiếng đồng hồ lên tới 81.000 Thì những ai mua đó thì bây giờ chưa có lời mà thôi Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là cái phần lớn đang có lời Thì phần lớn đang có lời cũng không nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu chốt lời hàng loạt các bạn Chúng ta sẽ thấy dấu hiệu chốt lời sẽ xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra tại vì có những người họ đã mua cái tay 2 năm hay gì đó thì bây giờ họ đang có lời rất là nhiều rồi. Cái vấn đề của lời đó là có thể là nhiều bạn có quan điểm là chúp non hay là chúp già các bạn nhưng mà trên căn bản nó nó không có chúp non hay là không có chúp già. Có thể hiểu như thế này, một ai đó họ đã mua Bitcoin giống như là thời điểm năm 2022 đi, lúc đó Bitcoin là 15.000 đô thì các bạn hiểu là 80.000 đô chia cho 15.000 đô thì bây giờ đó họ đã có lời hơn 5 lần các bạn, hơn 5 lần rồi, 5.33 thì bây giờ thì đồng nghĩa là gì các bạn đồng nghĩa là nếu các bạn mua bitcoin mức giá bây giờ thì nếu như các bạn muốn có cái phần lời tương tự đó các bạn phải chờ đến bitcoin là 426 trăm hai đó là cái sự khác biệt cho nên chúng ta sẽ thấy những người mua trước đó họ sẽ từ từ chút lời Cái đó là chuyện bình thường mà thôi trong tất cả những cái đợt tăng trưởng Và chúng ta cũng sẽ thấy những người mới họ cũng sẽ mua Bitcoin Tại vì họ có cái mục đích khác nhau Và họ có cái thời gian đầu tư khác nhau các bạn Cũng giống như khi mà Thuận tham gia vào thị trường này Năm 2017 nó có chút lời các bạn Thuận mua và mua và mua rồi cuối cùng năm 2018 nó sập mạnh xuống Năm 2019 thì vẫn rất là ảm đạm nhưng mà thùng vẫn tiếp tục tích lũy tại vì thùng tích lũy dài hạn và mãi cho đến năm 2021 mới là lần đầu tiên mà thuận nghĩ đến chuyện chúc lời thì cũng tương tự như vậy năm 2017 lúc đó có những người mà họ mua trước đó như năm 2013 hay gì đó lúc đó họ mua bitcoin chỉ có giả sử như là 300 đô rồi tới năm 2017 nó tăng lên tới gần 20.000 đô thì họ chúc lời tại vì họ được lời hơn tới 10 lần các bạn thậm chí là 20 lần nhưng mà thuận nói thì vẫn chưa thuận tích lũy tại vì thuận có lòng tin vào tương lai của bitcoin cho nên thuận tiếp tục tích lũy thì bây giờ cũng như vậy những ai mà đã đầu tư trước đó họ có thể đã đạt được mục đích của mình và họ cần phải cân bằng lại trên một đầu tư hay là họ cần phải chốt lời để mà làm cái gì đó mà họ đã có ý định trước đây khi mà họ bắt đầu đầu tư chứ nếu không đó, thì đầu tư cũng vô nghĩa các bạn đầu tư thì các bạn phải mục đích của mình là gì chứ nếu như đầu tư chỉ để đầu tư đó, thì nó cũng khá là vô nghĩa nhưng mà cũng không sao bây giờ vẫn sẽ có những bạn có lòng tin lâu dài họ tin mình sẽ lên tới một triệu đô la một ngày nào đó 2 triệu 3 triệu thậm chí lên tới mấy chục triệu như được chia sẻ bởi những người như là michael saylor thì họ có thời gian và họ còn trẻ họ đang trong thời điểm tích lũy thì họ sẽ mua bitcoin không có gì hết các bạn nó giống như là thường tôi từng chia sẻ những người không cần sẽ bán cho những người cần đó là cái cách vận hành của thiền tài chính một cách mà chúng ta nghe nó có vẻ tiêu cực đó là những người đến trước sẽ xả hàng cho những người đến sau đó là một cách nhìn tiêu cực các bạn nhưng mà trên căn bản đó khi chúng ta sinh ra thì đã có những người họ sở hữu những tài sản ở trên thế giới này họ sở hữu bất động sản rồi họ sở hữu vàng rồi họ sở hữu những cái chứng khoán rồi thì khi mà các bạn sinh ra đã có những người đó các bạn lớn lên các bạn bắt đầu đi làm thì các bạn mới bắt đầu có thể tích lũy được những tài sản nhưng mà đã có những người mua trước đó thì không lẽ các bạn nghĩ là những người đó họ mua trước rồi họ xả trên đầu các bạn đó là một cách nghĩ đó nó rất là tiêu cực các bạn trên căn bản là những người mua trước đó thì có thể họ đã về hưu rồi thì họ bây giờ là cần tiền để mà sinh sống cho nên họ sẽ bắt đầu là bán những tài sản đó họ không cần nữa cái mà họ cần đó chính là tiền để mà sinh sống trong lúc mà họ về hưu thì những cái người mà giống như thuận khi xưa cũng bắt đầu đi làm đó thì thuận cũng sẽ bắt đầu tích lũy cổ phiếu tại vì thuận mới bắt đầu mà thôi mục tiêu của thuận khác với lại họ họ không cần nhưng mà thuận cần thì uh, bitcoin crypto cũng tương tự như vậy các bạn chúng ta cũng sẽ có những cái đợt chút lời của một số những cái người mà đầu tư trước đó nhưng mà chúng ta thấy được là trong mùa bull market chúng ta sẽ có nhiều người mới hơn đến thị trường này thì họ sẽ cần crypto, cần bitcoin các bạn hơn là những người cũ và đó là cái dòng tuần hoàn của thị trường này và có chút lời hàng loạt hay không đó thì tùy theo là lời bao nhiêu các bạn tại vì chúng ta cũng đã thấy được là bitcoin đã có một cái thời gian đi ngang rất là dài trong năm nay là hơn nửa năm và lúc đó giá đi ngang đó, các bạn đang nhớ là trong phạm vi là từ 60 tới 70 ngàn thì tuy bây giờ đó cái mức này đã cao hơn cái mức đó nhưng mà các bạn thấy được là những người mà tích lũy trong cả 6 tháng đó thì bây giờ họ có lời nhưng mà cái phần lời có thể là chưa có nhiều cho nên thì chúng ta mới tiếp tục thấy cái phần dầm có lợi nhiều như vậy Tại vì phần lớn đó, họ chưa có động thái gì Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào Cái tình hình của account demo trước Trước khi Thuận chia sẻ về cái account thật của Thuận Thì các bạn có thể nhìn thấy được là tuần này cái phần trăm có lời của cao đó đây là cao mà thường các bạn đã tạo ra cái tay hơn 2 năm và chúng ta trung bình giá 100 đô vào bitcoin 100 đô vào ether mỗi một tuần thì từ đó đến giờ chúng ta đã có cái phần trăm có lời là 113.2 phần trăm các bạn chúng ta đang gồng lời cái mức này và các bạn thấy được là phần lớn đó, cái phần lời là đến từ bitcoin tại vì trong vòng hơn 2 năm qua bitcoin tăng nhiều hơn là ethereum ethereum nó cũng đã nhanh chóng tăng các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy vẫn còn một khoảng cách rất là xa đối với bitcoin trong vòng hơn 2 năm qua tại vì đối thuận đó thì Bitcoin đã có sự tăng trưởng là 160.7% từ khi mà có Cardano này trong khi Ether đó thì có sự tăng trưởng là 65.7%. Nhưng mà dù sao đây nữa chúng ta cũng đã nhìn thấy được là chỉ 100 đô và Bitcoin 100 đô và Ether thì hiện bây giờ cao này đã có giá trị là 57.562 đô các bạn. Trong đó 30.000 đô đã là tiền lợi rồi và đương nhiên đó cái phần trăm có lời này 113.2% là áp dụng cho toàn account luôn tại vì chúng ta trung bình giá dài hạn chứ không phải là một phần của account hay là một lệnh cho nên cái phần trăm này nó sẽ áp dụng cho cái số tiền lớn hơn các bạn đầu tư trung bình giá càng lâu đó cái số tiền càng nhiều cái phần trăm các bạn có lời càng áp dụng cho số tiền càng nhiều hơn cho nên đầu tư dài hạn trung bình giá nếu các bạn chọn đúng tài sản đó thì cái phần lời sẽ rất là nhiều. Và ngày hôm nay đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục trung bình giá vào Cardano một các bạn. Thì chúng ta trước hết đó, hãy trung bình giá vào Bitcoin ở cái mức là 80.500 đô. Wow các bạn, giá thật sự rất là cao. Thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.00124 Bitcoin mà thôi. Các bạn thấy được là bây giờ 100 đô chỉ mua được có bấy nhiêu Bitcoin cách đây 2 năm đó khi mà thị trường ảm đạm chúng ta có thể mua được nhiều bitcoin hơn cho nên đầu tư bitcoin chung mình giá dài hạn đó thì thời điểm tốt nhất là lúc mà giá giảm ở cái thời điểm mà không ai thèm mua các bạn chứ không phải là bây giờ nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chung bình giá tại vì à, chúng ta chỉ mới chung bình giá có 2 năm mà thôi thôi muốn cho các bạn thấy kết quả chung bình giá như thế nào dài hạn chúng ta có thể thấy được là chúng ta đã chung bình giá xong cho tuần này cho bitcoin và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với Ethereum thì bây giờ đã gần 3.200 đô các bạn thì 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.03125 Ethereum chúng ta bấm vào add transaction thì chúng ta cũng đã coi như trung bình giá xong cho ether tuần này chúng ta sẽ trở lại tuần kế tiếp để xem tình hình như thế nào và đối với account thật của thuận thì sao các bạn tại vì trên cái kênh này đó các bạn đã biết là thuận thường hay chia sẻ danh mục đầu tư của thuận như thế nào và nó chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng danh mục đầu tư khi mà nó tới crypto thì lý do đó là tại vì có một vài lý do các bạn thứ nhất đó, cái kênh này là một cái giống như là nhật ký đầu tư thuận muốn chia sẻ với các bạn cái quá trình đầu tư của mình như thế nào nếu như mà thuận thành công nên thì uh, coi như là tốt các bạn ai cũng vui nhưng mà nếu như mà thuận có những cái sai lầm thì ít nhất các bạn cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm và điều tốt là đến bây giờ đó thì các bạn thấy được là cái danh mục này nó vẫn tiếp tục có sự tiến triển sau nhiều năm các bạn đã biết là thuận đã có cái kênh youtube này cũng đã là tới năm thứ 8 rồi các bạn đã rất rất lâu rồi Mới đây thôi đã 8 năm rồi và khi mà Thuận làm kênh Youtube này Thuận vẫn là người độc thân các bạn bây giờ đã có con và có vợ rồi. <laughs> và các bạn cũng đã thấy một điều nữa đó chính là Thuận luôn có một cái sự rõ ràng với các bạn Lúc mà Thuận tích lũy Thuận cũng nói các bạn Cho dù đó, những lúc mà Thuận nói Thuận tích lũy là những lúc mà nhiều bạn chán nản nhất Và khi mà nói tích lũy đó thì sẽ nhận được nhiều cái sự chỉ trích nhất các bạn Và những lúc mà Thuận không tích lũy nữa ngưng đi xe thì cũng sẽ thông báo và khi mà thuận chút lời cân bằng lời cũng sẽ thông báo và đây là cái thời điểm mà thuận đã bắt đầu trung bình giá ra một phần các bạn thì các bạn nào mà theo dõi kênh nhiều năm nó cũng đã biết là thuận sẽ mãi mãi giữ một phần crypto của các bạn đó là một phần kết cấu của danh mục đầu tư rồi nhưng mà ngay bây giờ đó thì crypto nó chiếm phần trăm quá lớn nhưng mà nào mà theo dõi nhiều năm cũng nên nhớ là thường crypto nó chiếm đâu đó là khoảng chừng 40 tới 50 phần trăm AK của thùng mà thôi giống như chúng ta trở về năm 2022 năm 2023 tại vì thuận còn đầu tư những thứ khác giống như là liên quan đến chứng khoán hay là bất động sản cho nên crypto là một phần kết cấu của danh mục đầu tư nhưng mà bây giờ nó là một phần quá lớn các bạn các bạn thấy được là tuy Thùng đã thông báo là Thùng sẽ chốt lời chủ yếu để mà cân bằng lại với một đầu tư với lại những tài sản khác. Nhưng mà trong một tuần qua các bạn vẫn thấy được là cái phần trăm crypto đã tăng lên chứ không phải giảm xuống các bạn. Hiện bây giờ đã crypto chiếm 64.34% tài sản của Thùng và những tài sản khác nó chỉ có 35.66% mà thôi còn cao hơn so với tuần chứng đó lý do tại sao? Lý do là tại vì thuận trung bình giá ra tốc độ còn chậm hơn là giá tăng nữa các bạn và Thuận cũng đã thay đổi lại cái cách mà Thuận chia sẻ cái thông tin này với các bạn Trước đây đã Thuận chia ra là những tài sản khác Nhưng mà Thuận nghĩ là chia sẻ như vậy nó sẽ hay hơn Và nó sẽ ít rủi ro hơn đối với Thuận Tại vì quan trọng là các bạn không biết là crypto là bao nhiêu tài sản của thùng mà thôi và đối với lại crypto đó thì các bạn thấy được là phần lớn của thùng vẫn đang nằm trên bịch còn hiện tại là 71.6% ethereum là 19.86 bnb là 0.11 ADA là 1.87, XRP là 0.92%, Madix thì chỉ có 0.1% mà thôi, Doge là khoảng 1.77%, Solana 2.95%, AVAX 0.16%, Link 0.18%, DOT 0.17% và một số những đồng nhỏ khác là khoảng 0.3%. Phần lớn nó vẫn là Bitcoin và Ethereum và đây là kết cấu nó thường đã có nhiều năm rồi các bạn. Và đây là cái bản cập nhật mỗi 2 tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư. Thông tin chỉ dùng để tham khảo không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mỗi vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau. Cách mà đầu tư các bạn cũng đã biết rồi đó chính là trung bình giá vào và trung bình giá ra, không bao giờ là all in hay là hấp tấp hết các bạn. Nó sẽ luôn luôn từ từ và khi mà trung bình giá ra cũng sẽ như vậy, khi mà giá giảm đó thuận trung bình giá vào thì càng giảm cái giá trung bình thuận sẽ càng giảm xuống các bạn. Và khi mà giá tăng đó đến mức nào đó mà thuận muốn cân bằng lại danh mục đầu tư của mình thì thuận sẽ trung bình giá ra. Và đương nhiên giá càng cao nó thường trung bình giá ra thì cái mức thường trung bình ra nó sẽ càng cao. Khi mà thuận Thông báo với các bạn là thuận tích cực để mà đầu tư trung bình giá năm 2022. Lúc mà thị trường ảm đạm, nên thì đương nhiên khi mình thuận tiếp tục trung bình giá thì giá có thể tiếp tục giảm xuống các bạn. Đó là điều hoàn toàn có thể và cũng tương tự khi mà Thuận thông báo với các bạn là Thuận cân bằng lại doanh đầu tư sẽ trung bình giá ra một phần thì cũng không có nghĩa là giá sẽ không tiếp tục tăng các bạn và giá hoàn toàn có thể tiếp tục tăng cái đó không quan trọng điều quan trọng đó không phải là chúng ta biết được định đến đâu và đấy đâu tại vì không ai biết được đâu các bạn nhưng mà điều quan trọng đó chính là cái mức trung bình vào là bao nhiêu trung bình ra vào bao nhiêu rồi chúng ta cứ tiếp tục như vậy đó là cách mà thường đã làm trong nhiều, nhiều năm nhưng mà nào mà theo dõi kênh đó, thì cũng không có cảm thấy làm lạ rồi và các bạn cũng nên nhớ đó là thường có một số những quy định đặt ra cho bản thân của mình nhưng mà thường muốn chia sẻ với các bạn thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn trong thị trường crypto này đừng nói đến là một người nào đó họ muốn thật sự là giúp đỡ các bạn cho dù là như vậy họ cũng có thể đưa ra những cái lời khuyên sai lầm Chứ đừng nói đến những người mà họ thật sự muốn gạt các bạn Các bạn cũng đã từng nghe thường chia sẻ bấy nhiêu năm qua Về những cái người mà họ nói đường là một nẻo trong thị trường crypto này và thị trường tài chính thì nhiều vô số kể Chúng ta cũng nên nhớ là tự tìm hiểu Đây đã là năm 2024 rồi các bạn Thông tin thì nhiều vô số kể, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có Không giống như là cách đây 8-9 năm nữa Cho nên tự tìm hiểu nó dễ hơn bao giờ hết Nhiều khi các bạn chỉ cần google một cái thôi thì đã biết sự thật rồi Tự giữ crypto nhưng mà nào mà đã trải qua năm 2022 đó thì cũng đã biết tại sao rồi. Tại vì những cái công ty thứ ba họ có thể gặp vấn đề. Và chúng ta cũng đã từng thấy những sàn như là FTX gặp vấn đề rồi. Nhớ chúc lời, Cho bạn không chúc lời, người khác sẽ chúc lời giùm các bạn. Các bạn phải luôn nhớ mục tiêu và mục đích của các bạn đầu tư là gì. Phân bổ vốn, không vay mượn, đầu tư crypto đã căng thẳng rồi các bạn. Vay mượn đầu tư đó sẽ càng căng thẳng hơn, các bạn càng căng thẳng. Thì càng sẽ dễ đưa ra quyết định sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alineax và một số chứ như khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng bên nào mà sử dụng sao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn